Hello, Jay xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại quý anh chị trong video kỳ này. Hôm nay Jay muốn đại diện cho công ty GDS Việt Nam Group muốn update một trong những tính năng mới nhất của bên hệ thống Customer Care Plus Check-in. Đó là Space POS App, Download App và Check-in nhanh chóng. Thì tất cả các quý anh chị khi mà coi những cái video kỳ trước đó là mình sẽ thấy là bên Space POS Plus Check-in nó có là online booking appointment, nó có là nhắc hẹn tự động. Thì bây giờ là tất cả những khách hàng đã và đang sử dụng hệ thống của công ty sẽ được thêm một chức năng, đó là mobile app check-in nhanh chóng và hiệu quả. Thì để chơi làm một cái demo đơn giản cho các bạn coi. Thì đây là bên cái màn hình iPad check-in quay về phía trước, như các bạn có thể thấy đó là mình sẽ có thêm hai cái QR code nằm phía dưới. Thì người khách hàng muốn và download cái app của mình á, thì họ chỉ cần mở cái camera của cái phone ra và họ sẽ scan vào cho cái QR code phía bên trái, thì nó sẽ link cái người khách hàng vào trong cái app store và người khách hàng có thể dễ dàng download cái app của mình xuống. Khi mà họ download cái app xong rồi đó, họ chỉ cần click vào trong cái app của họ, họ bấm vào nút check in ở trên app và họ scan QR code còn lại phía bên phải là nó sẽ tự động check in người khách hàng vào trong bên cái hệ thống của mình. Thì cái mục đích mà công ty làm ra bên cái hệ thống Space POS App này, nó sẽ có những cái mục đích chính sau đây. Là mục đích thứ nhất, nó sẽ là một cái channel để cho người chủ và người khách liên kết lại với nhau. Space POS App, mục đích thứ hai đó là nó sẽ giúp cho cái người khách hàng check in một cách nhanh chóng và hiệu quả, tránh hạn chế là tiếp xúc cầm nắm với những đồ vật ở trong tiệm, đặc biệt là sau cái mùa COVID-19 này. Thứ ba đó là tất cả khách hàng có thể vào trong app của mình và view và select tất cả những service mà họ muốn, thay vì họ phải touch những cái menu hay là cầm nắm những cái booklet nào ở trong tiệm, họ không muốn như vậy. Thứ tư đó là tất cả khách hàng có thể book appointment online thông qua bên cái app của họ và nó sẽ liên kết trực tiếp với lại calendar appointment của trong tiệm của mình. Thứ năm là tất cả các appointment reminder, order notification nó sẽ gửi trực tiếp đến app cho tất cả khách hàng của mình. Và cái vấn đề này nó sẽ là optional, người chủ được quyền setup là nó sẽ gửi ra cái reminder bằng tin nhắn hay là khách hàng nhận được cái reminder thông qua app. Thứ sáu là khi mà người chủ mà muốn làm những cái promotion, những cái marketing idea hay là những cái special deal thì họ có thể dễ dàng làm qua app. Thì tất cả những người khách hàng của mình sẽ nhận được những cái marketing và những cái special deal đó thông qua app luôn. Thứ bảy đó là khi mà người khách hàng muốn review hay là feedback cho mỗi lần service thì họ có thể dễ dàng họ vào trong app của họ mà họ review và họ feedback, và nó cũng sẽ liên kết với lại bên cái hệ thống của mình. Và bên cái vấn đề thứ bảy cuối cùng này là người chủ cũng có thể được quyền là optional setup ra gửi tin nhắn tự động để cho khách hàng có thể review feedback hay là họ có thể vào trong app để review và feedback. Thì mục đích mà công ty GDS Vietnam Group tạo ra cái hệ thống mobile app này để cho giúp cho người khách hàng của mình check in sử dụng tất cả những service của tiệm của các bạn là nhanh chóng hiệu quả, và những người chủ có thể dễ dàng manage control tiệm của mình một cách hiệu quả nhất. Thì đó là những cái mục đích chính của bên hệ thống mobile app này. Nếu tất cả các quý anh chị mà đang sử dụng hệ thống Customer Care Plus Check-in của mình mà muốn công ty turn on cái feature mobile app này, thì xin hãy gọi ngay cho personal agent của các bạn. Còn nếu mà các quý anh chị đang có một tiệm salon hay là tiệm nail, spa, quý anh chị đang muốn looking for một hệ thống là Customer Care Plus Check-in cộng với lại online booking appointment cộng với lại nhắc hẹn tự động và cộng với lại mobile app check-in hiệu quả, thì xin hãy gọi ngay số toll free của công ty để được tư vấn hoàn toàn miễn phí là 1-888-389-7240, hay là office của khu vực Washington DC, Maryland và Virginia thì nó sẽ là 1-888-678-8889. Xin cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian coi video kỳ này. Còn bây giờ Jay xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye.
CDS Viettel Group là công ty chuyên tư vấn giúp doanh nghiệp phát triển và thiết lập hệ thống nhằm hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp đạt được 3 mục đích trong kinh doanh: tăng doanh thu, tăng giá trị doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh. Với phương châm và mục đích của công ty CDS là cùng thăng tiến với khách hàng, người Việt giúp người Việt.